công ty giải trí Nhật Cường xin hân hạnh giới thiệu live show Nhật Cường cười để nhớ 4, tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 2 năm 2016 tại sân khấu Trống Đồng, và đặc biệt 20 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2016 tại Bến Thành có ghi hình. Mời quý vị khán giả hãy đón xem và ủng hộ live show Nhật Cường cười để nhớ 4. Gì? Trời đất ơi, cái cây trồng mà không đợi chín hái đi bán mà cái gì mà bơm thuốc gì vô này kia để tăng trưởng gì cho chín ngon to ra rồi, ghê quá vậy ta. Trời ơi, cứ bơm thuốc rồi cứ chích thuốc rồi nhúng thuốc không về là chết rồi, thiệt không? Chăm trời đất ơi, cái gì vậy? Mốt ra rồi lỡi là kêu anh rồi đàng hoàng đi, nhào đâu chồng cái hết hồn luôn. Bữa nào là chở anh đi cấp cứu ở bệnh viện luôn á. Cái gì vậy? Em tính ra chợ lấy đồ á. Ủa, là lấy gì? Quên gì ngoài chợ hả? Trời, anh không nhớ gì hết trơn. Hôm trước là em nói là thứ năm này nè, em đi ăn đám cưới với nhỏ bạn mà nó mặc cái đầm đẹp quá. Hôm bữa anh cho tiền em đi mua ai một cái đầm đẹp hơn nó đó, nhớ không? À, nhớ rồi. Ủa, vậy là hôm nay là ngày lấy hay em? Dạ, dạ. À, quên đó, sẵn em ra chợ á, dạ, giúp giùm anh cái này luôn. Hôm nay anh có một cái thằng bạn ở nước ngoài nó về, nó tên là Michael đó, thì nó thích cái ẩm thực Việt Nam, nhất là cái món mà canh chua mà cá kho tộ đó. Đã sẵn em ghé chợ luôn, vô chợ mua cho anh hai món ha, hai con cá, là chủ yếu là hai con cá, okay. Hai con cá lóc là một con á để nấu canh chua, một con á kho tộ, nhớ nha, kho cho thiệt ngon nghe chưa, nó thích ăn cá kho tộ lắm nghe chưa. Vậy là một con là mua về nấu canh chua, đúng rồi, một con kho gì, kho tộ dạ. Rồi vậy bây giờ em nhờ thằng Út Bông chở em đi chợ nha. Ủa chứ em không có đi taxi hả? Thôi nó rảnh thì kêu nó chở, dạ, đi cũng được nha. Dạ, dạ. Em đi nha. Rồi lẹ lẹ về nha, để bạn chào. Qua rồi không có canh chua cá kho tộ ăn á. Dạ em biết rồi, em đi nha. Tiếp coi còn cái gì đây. Ủa Sơn. Dạ. Con đây là vợ con đâu? Dạ vợ con mới ra ngoài đi chợ. Đi chợ hả? Dạ. Trời, đi chợ sao nhỏ không đợi má đi chung cả. Con đâu biết đâu, thì nó định đi taxi đi, mình nói mà thấy Út nó cũng quẩn thành ra là kêu Út chở đi chợ rồi. Mà biết không, hôm nay đó còn có một bạn Michael ở nước ngoài nó về hả, thành ra nó thèm ăn mà cái món Việt Nam là canh chua cá kho tộ, con nhờ vợ con ra chợ mua trưa nay nấu để mà đãi khách á. Ủa mẹ ơi, là trưa nay nó tới luôn đó hả? Dạ con có hẹn à. Bây á thì tệ thiệt, có khách tới nhà chơi phải báo má từ tối hôm qua chứ. Thôi được rồi, để má vô bếp má bắt sẵn nồi cơm, cái nó về cái là bắt nồi cá nồi canh lên liền cho nó lẹ. Dạ, nha có. Dạ, bạn tới là kêu. Dạ má giúp giùm con. Ủa ai bấm chuông vậy cà? Má coi thử giùm con. Dạ chào bác. Cậu kiếm ai? Dạ có Sơn nhà bác. À Sơn con rể tôi hả? Dạ. Vô đi, nó đang ngồi uống trà trên lầu á. Dạ tự giới thiệu con là Michael ở nước ngoài về. Trời ơi, nước ngoài về hả? Dạ mới xuống máy bay tới đây liền. Việt Kiều. Dạ. Trời ơi, Việt Kiều có khác á. Dạ. Đẹp trai cao to dễ sợ. Đợi bác chiếc. Rồi đến lầu đi, nó trên đó tự. Dạ. Nhiên coi như nhà mình. Nó đang ngồi phòng khách uống trà đó. Ôi, cái tự nhiên coi như nhà của mình. Này bắt được rồi nha. Không có đi thang máy. Thôi đi ăn bộ tập thể dục thể thao luôn. Rồi biến quá bụng bự. Đi vô đây. Trời đất ơi, vô đây. Sơn đang ngồi uống trà trong này nè. Bạn cũng tới đây kìa. Vô mày. Việt Kiều nó mà rụt rè quá vậy. Sơn, mấy cô. 10 năm hả? 10 năm rồi. Rồi xuống đây con, uống nước. Sơn, nấu nước cho bạn con. Dạ. Cái tự nhiên, coi như nhà của mình, nghe không? Dạ. Uống trà đi. Dạ. Đó, bác là bác khoái mấy người như con vậy đó. Cẩn thận vậy bác chịu. Dạ. Cẩn thận cái gì bác? Nhìn bạn mà học hỏi, thấy không? Dạ. Ra đường, nó mặc cái áo màu vàng, dạ, có đồ cái nó màu xanh, thấy không? Dạ. Ra đường là xe nó thấy nó né. Không có sợ xe đụng. Ông dành bác gái vui quá. Bác vui lắm. Thấy không? Bác trong nhà bác nói con, bác không mặc một đồ màu vàng. Đó, bác cũng tính ra đường. Bác tính đi chợ. À. Đó, là hồi nữa đi chợ là đồ cái nó bảo hiểm màu xanh giống con luôn đó. À, để dạ, xe nó thấy đường nó né. Vậy bác kiếm cái đôi giày gì mà màu tím rồi bác ôm cái gói màu cam luôn. Cái này bò thấy nó cũng nhắm mắt luôn đó. Đây ngồi chơi với anh Sơn nha. Dạ. Nghe đồn là con thích ăn canh chua cá kho tộ phải không? Dạ đúng. Rồi vợ đi chợ mua đó.
Bây giờ bác xuống bếp cái bắt sẵn nồi cơm. Đó cái làm chiếc nước mắm nè, bác sắc ớt ra. Chút nữa cá mà trong canh nó lấy ra chấm. Rồi uống thêm mấy sự đế nữa. Ừ, dưới nhà có mấy hũ rượu nha. Ngồi đợi nha. Rồi ở đây nhà bác hiếu khách lắm. Rồi nó chơi coi như nhà của mình. Má vợ tôi vui vậy đó. Má vợ hả? Ừ, má vợ á. Công nhận má vợ bà nói chuyện hay ghê ha. Mày mà lánh lót quá ha. Mà công nhận bà trẻ thiệt ha. Ừ. Mà nhiều khi tao nói thiệt nha, mặt bà trẻ mà hơn mày nữa. Quen như con vậy, coi như là con một. Thành ra má trẻ vậy đó. Vậy má sao? Vợ trẻ. Công nhận mới đó 10 năm thấy nhà mày cũng đâu khác rồi đâu. Trời ơi, nói sao vậy mày cột? Trời ơi, mày nhớ 10 năm trước mày về không? Sao? Trời ơi, có như là tao cho mày địa chỉ mà mày về mà mày ngơ ngơ ngác ngác. Mày đi kiếm nhà tao mà từ buổi sáng cho tới buổi trưa mày mới tìm được, mày nhớ không? Còn bây giờ vô, công nhận mày giỏi. 10 năm rồi mà vẫn về mà nhớ nhà tao mà vô tới nơi. Thời đó nó chưa có Facebook, chưa có liên lạc dễ dàng. Hỏi tí là mà vô điện thoại bàn hoặc là cái gì đó gọi nó mệt. Ô, bây giờ không muốn lướt Facebook rồi, rồi sợ cái địa chỉ ra coi nó chỉ é é tới liền. Công nhận thời đại này hiện đại vi tính là digital ha. Mày nói mà cái kiểu mà không có khác gì là sai rồi. Sao? Mày ngó kỹ đi, ngó lại đi, ngó căn nhà tao đi. Sao? Khác xưa nhiều, khác hơn 10 năm trước. Ôi nói vậy là nhà này có đúc mấy tấm hả? Ờ xây dựng lại rồi. Ủa để bên tới cửa là có không thấy nhà là 3 tấm hả? Ôi gì chứ tao nhớ hồi đó là cũng 3 tấm hả? Đó là nhà cấp 4. Sao tôi nhớ là hồi đó mình học lớp 12 là cấp 3. Thì lớp 12 cấp 3 phải rồi. Còn bây giờ là bây giờ nhà lên cấp kiện tướng rồi. Ủa? Nhà hiện nay là cấp kiện tướng. Ừ. Là sao? Là villa đó. Villa là mấy tấm đây? Ừ, 3 tấm thôi. Thì 3 tấm. Trời ơi, 3 tấm là phòng ốc nhiều lắm á. Thì đó. Thông thả luôn á. Lúc này là thoải mái rồi, chứ không phải như hồi xưa đâu. Hèn chi, ta thấy cũng đâu khác vậy. Ê quên, thấy nó khác. Khác. À sao? Rồi cuộc sống bên đó là cũng ổn định hết trơn hả? Ổn định gì đâu. Tao nói thiệt với mày lúc nào cũng ổn định. Rảnh rỗi là về thăm anh em. À. Thôi, đơn giản. Mục đích bữa nay về Việt Nam là thăm mày. À. Đó, sau đó là họp lớp thăm lại cái thời mà lớp 12 anh em mình. Đúng rồi. À, là tao cũng thông báo mấy đứa trong lớp hết trơn rồi đó. Là mình sẽ chọn mỗi ngày để anh em mình gặp nhau, họp lớp. À. Dạ. Nhưng mà quan trọng ngày hôm nay là... tao sẽ đãi mày có món ăn mà mày khoái khẩu nhất. Món gì? Đó thì canh chua cát khô tổ. À là nãy mà vợ nói hả? À đó, trời ơi, món khoái khẩu mày đúng không? Chờ phải lên chừng nào ăn. Hả? Đâu có, chắc cũng lẹ thôi, mà nấu giỏi lắm à. Mà nấu ngon lắm. Ở nhà này mà nấu cho gia đình ăn. À. Còn vợ thì phải đi làm việc. Ủa? Rồi nãy giờ là thấy má vợ mày rồi, mày rồi nó con mày trên kia rồi. Ủa, ông Long đâu? Thì nó đi đâu đó rồi về tới giờ. Trời, thằng này linh lắm á, nhiều lúc mày còn nhắc nó về tới liền à. Em chào anh hai. Đó thấy không, về thấy không. Ngồi đi em, ngồi em. Chào anh. Ngồi đi, ngồi đi. Giận lớn lẹ hả? Nhớ không? Út Long, nhớ không? Nhớ anh mày còn không? Làm sao nhớ được. Em đâu có nhớ. Ủa anh xin lỗi anh. Anh là Michael. Anh từ Mỹ mới về, bạn của Sơn. Đó, anh ở bệnh Bình Thở. Em làm chứ buôn thuật rừng rú là sao không biết nhớ được anh. Đúng rồi, cái đợi cả 10 năm trước rồi là anh về đó rồi nó ở trên buôn mỹ thuật đó làm đâu có nhớ à. Đâu có gặp đâu mà nhớ. Dạ. Ủa rồi chưa có gia đình vậy à? Có rồi, dạ. có rồi. Có rồi. Vợ có con rồi. Nè, em kêu vợ em ra giới thiệu với anh Michael đi cưng. Em kêu ra nha, niềm tự hào của em luôn á. Mình đấy mình. Dạ. Ra đây chào khách là cưng. Dạ. Dạ anh chào anh. Làm gì mà đâu. Má chào đất luôn. Dạ nhớ quá trời. Ừ. Ủa, gì vậy? Anh kiếm ai vậy? Tìm vợ nó. Có lộn gì vậy? Lộn. Bạn lộn thì bậy rồi. Bậy. Bậy gì thế là má vợ mày mà. À, đúng rồi. Chị má vợ của tôi đó. Mất dạy. Dạ? Má vợ người ta sao nắm tay? Dạ má vợ của anh em nhưng mà là vợ của em. Dạ chồng của em. Là sao từ từ nha coi chừng bị rối á. Là cái bác này em á. À là em này là má vợ của mày. Đúng rồi, má đúng. Vợ tao. Thằng này dạ. Là em ruột mày. À đúng rồi. Trời dạ, đúng ơi. Mà thằng này lấy má vợ mày. Ừ đúng luôn. Mày con vợ mày là con
của em này. Thì đúng rồi. Đúng rồi đó. Tớ xưng hô sao? À, thì có gì đâu. Thì khi nào tao vui á thì tao kêu bằng má vợ. Đó, còn tao buồn á tao kêu là nhỏ em dâu. Vậy thôi. À, đơn giản lắm anh. Đây xưng hô sao? Dạ anh hỏi giấy nào trước? À, giấy nè. À, thì nếu em vui gọi bằng anh, anh vuốt. Còn nếu buồn gọi bằng con. Dạ. Gọi mày tao luôn cũng được. Vậy không hiểu. Hiểu chưa? Cái này vui vui. Còn lấy kêu đây sao? Anh đừng có suy nghĩ nhiều, nó nhũng não lắm. Đó, ví dụ như có con em ở nhà đó, thì em gọi đây là con rể. Mà có chồng em ở nhà thì em gọi đây là anh chồng. Anh chồng của em. Cái vụ này hơi bị khiên. Mồ hôi chảy hết. Ốc hết. Có nghĩa là hai mẹ con lấy hai anh em. Mà người em lấy mẹ. Người anh lấy người con. Chà, cái này xưng hô vui. Nãy gia đình con vợ mày nấu. Đó thì nãy nói rồi, thì sáng nó đi chợ để về nấu canh chua cá khô tổ cho anh ăn, chắc cũng về tới. Trời, vợ tôi cũng linh lắm, hãy nhắc người ta mới về tới liền à. Từ nó về kìa. Vô đây má. Ngồi đi con. Dạ con chào má. Trời ơi, nhân vật chánh mà. Anh nói em rồi, hôm nay đi chợ búa về rồi nấu để cho bạn anh ăn nè. Đây, bạn anh Michael ở bên Mỹ về đó. Em chào anh. Giới thiệu với Michael. Đây là... Thôi, khỏi giới thiệu. Đây là vợ mày. Đúng rồi. Đây là con của bác này. Bác này là vợ em mày. Em mày là em ruột của mày. Mày là bà của tao. Gia đình, anh bắt đầu hiểu gia đình của em rồi đó. Hiểu rồi. Đơn giản lắm. Còn Quỷ Úc Long nè, đi làm gần chợ mà chị nói là chị gọi điện thoại là qua rước chị, mà tự nhiên cái đi về luôn làm chị phải tốn tiền taxi chạy về đây nè. Anh này, thì cái làm cha người ta mà lo bao nhiêu nó lo cũng không được nữa hả? Chở con đi chút rồi đón con về có sao đâu, hư ghê vậy đó. Em xin lỗi chị, thật ra em định ghé đón chị về, nhưng mà tại vì em nghe anh hai nói có khách quý ở nhà, cái em hấp tấp, cái em quên, em chọt về luôn. Thôi em xin lỗi chị. Dạ. Thiệt luôn á, thí dụ á, ba không phải là ba người của con á hả, là hồi nãy giờ ba không xong với con đâu. Có gì vậy là hổn với ba, hiểu không? Thằng này đó, có cái chuyện mà mày đưa đón cho chị mày mà đi chợ không à, mày cũng bỏ chị mày ngoài chợ là sao vậy? Dạ, tôi thấy bắt đầu tưng tưng rồi đó, mày làm ơn review lại tí xíu được không? Sao mà làm như muốn vế nào chơi vế đó, lúc ba, lúc con, lúc anh, lúc chị, lúc má, lúc con, lúc em, tùm lum hết. Từ từ nha, cái gì cũng từ từ nha, bình tĩnh nha. Hồi nãy mới nói anh hiểu rồi, giờ thì anh làm hiểu rồi đó. Hiểu là phải hiểu một khía cạnh là thôi. Thì bây giờ vậy đi, cho tao hỏi nha, nếu mà xét về phía mày là anh con Lâm. Đúng rồi. Đúng rồi đó, hiểu rồi đó. Con nhỏ này là vợ Lâm. Đó. Dạ đúng rồi, anh hiểu luôn. Con nhỏ này là vợ của mày. Đúng rồi. Bây giờ xưng hô nói hai ba nói. Con. Má. Đúng. Anh. Đúng. Má. Đúng. Cũng là em luôn. Mày mà xưng nó đang vế mày đi. Má đúng không? Má. Là em. Em xài một vế thôi, đừng hai vế dễ bị loạn não lắm. Đúng rồi, vậy mới cho dễ không? Đó, phải từ mới hiểu. Đó, bây giờ đi tiếp vế nè. Đứng về phía hai mẹ con, xưng hô sao? Chị. Từ. Chị là sao chị? Là tại vì vợ của ông anh chồng. Chồng. Dạ đúng rồi, tại vì đây. Đây là anh của đây, dạ. Tôi là vợ đây, thì phải kêu đây bằng chị. Dạ đúng rồi. Ra đường cũng kêu bằng chị. Đúng rồi, phải kêu bằng chị. Nếu phía bên chồng hợp lý yeah. còn đây kêu đây thì sao? Má vợ má vợ mà đây kêu đây thì sao? Dạ vế đây thì rồi, nếu mà đây thì gọi bằng con. Tại vì con của vợ em mà. anh hiểu rồi. Hiểu không? Cười dữ vậy? Ta hiểu ta chết liền. Trời ơi, anh hiểu. Có vậy mà anh cũng không hiểu nữa. Đó, nãy anh phân tích vậy là đúng rồi đó. Vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Cứ tùy mình, cứ nó sao mình thuận, sao mình thích, sao mình thuận theo vậy anh. Cứ về bên nội đó là sống theo bên nội. Dạ. Xưng hô bên nội. Mà về bên ngoại là xưng hô theo bên ngoại. Vậy thôi. Còn mà đứng giữa là muốn xưng hô thì xưng hô. Đơn giản. Mai mà, tới đây coi má ơi. Đưa em có hô. Mày, đưa em có hô.
cậu nó thì nó lại nó kêu ê thằng kia cái con tức quá tán nó bạc tay cái con bỏ chạy cái nó dí thầy con luôn quýnh con á cháu nó dí thầy con đánh nó con mất dạy đúng không người ta là cậu của con không mà con kêu người ta bằng em là con mất dạy em con là anh vậy hả con là cậu nó bậy mày là em của nó bởi vì sao mày là con của này mà thằng này là em ruột của thằng này mà mày con của thằng này tức là mày là em đó mày hộ mất dạy không phải chú không biết đây là thằng này là con của cô này mà cô này là chị của con đúng không thì thằng này phải kêu con là cậu chứ sao kêu là em đúng rồi con mất dạy con phải kêu mất dạy cho con đúng không mất dạy á thôi mà cậu cháu không mà con có gì đâu rồi không mà thôi con cậu cháu không mà thôi anh em mà cái gì con ngồi trong gia đình không à hiểu không ngồi xuống với mẹ đi con cho cậu cháu không mà nhìn cháu đi con mẹ mà anh em mà đúng 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 rồi thôi bình tĩnh làm ơn cho tôi review lại tí xíu hồi nãy á có hai anh em mày không ta còn thấy tạm dễ chịu tí xíu lúc mà hai mẹ con này xuất hiện á tao thấy nó hơi căng mà còn hiểu được bây giờ xuất hiện hai thằng cốt đột là tao bắt đầu tưng rồi nhủi não phải làm lại cho tao ra từ đầu nha từ từ nha mình bình tĩnh nha bây giờ tao hỏi mày trước đi ha mày gọi thằng này là gì anh muốn hỏi bé nào với cái này đi này á hả dễ thôi tôi kêu nó bằng cháu tại vì nó con của em ruột tôi nó kêu bằng bác á dễ hiểu mà không mày nha mày xưng hô với thằng nhóc này sao mà giờ anh hỏi vế này sao thích vế nào ấy vậy vế này đi dạ thì gọi bằng cháu nó vậy mà ông ngoại tại sao bởi vì nó là con của vợ em dạ nó là con của nữa này dạ con tôi vợ em nó kêu tôi bằng bà ngoại kêu đây bằng ông ngoại hiểu rồi ra từ nó mới vô không con xưng hô nó bằng chú muốn theo với nè vế nào là thấy ta căng à vế này đi nếu thử vế này thì con kêu nó là anh tại vì nó là con của anh ba con thì con kêu là anh đúng rồi còn con gọi đây bằng cái gì đúng hỏi vế nào nghe cái từ đó không phải nổi hỏi vế này đi rồi nói con kêu nó bằng cậu tại vì nó là con bà ngoại con kêu bằng cậu hiểu rồi dễ lắm anh hiểu rồi thằng này á là con của bà này bà này là vợ của mày mà bà này là má của nhỏ này mà má con nhỏ này là vợ của thằng này thằng này là anh mày mà thằng này là con của này tao là bạn tao trời tao sắp đi vui nè cái này còn đỡ đỡ còn hơi tạm hiểu cái này mà thằng này mà dài ba năm nữa lấy vợ nha nó đẻ ra đứa con nha thằng này mà nó lớn lên nha lấy vợ đẻ ra đứa con nha tôi hỏi mấy người nè hai đứa nhỏ nó kêu nhau bằng cái gì kêu vậy đó tôi bắt đầu tôi điên rồi nè bây giờ tôi mới biết tại sao những người xung quanh hàng xóm này nó dọn đi hết Nhật Cường cũng xin tiết lộ bí mật hiện nay Nhật Cường đang thực hiện album 2 Cười để nhớ xuân 2016 quý vị hãy nhớ đón xem trên kênh Bob TV nhớ subscribe nha sao tao không sợ hết tao sợ đốt nhà thôi thôi đốt nhà gì mà đốt nhà mấy chục trai đốt nhà tao la quá sao ai đốt nhà trời ơi đốt nhà đâu đốt đừng đốt đây nghe liên lụy nhà tôi đó tao đang nói chuyện có ai đốt đâu gì mà đốt nhà người ta đang nói chuyện là ông này nè thiếu thằng cháu 7 bồ cạp 20 triệu